Rồi, xin chào anh em, lại là mình đây, mình là Nathan và đây là Coi68 TV. Để chào mừng anh em đã quay trở lại với một video đánh giá và review dự án. Thì ngày hôm nay chúng ta đến với một cái dự án đang chắc là sẽ rất hot trong thời gian sắp tới. Nó mang tên là Pegaxi. Thì cái dự án này như anh em có thể thấy á, là có hai con ngựa, nhìn animation, nhìn cái đồ họa của nó cực kỳ sắc nét và cực kỳ đẹp, đang di chuyển trên màn hình của chúng ta ở đây nè. Thì như anh em cũng có thể mường tượng ra thì đây là một trong những cái NFT gaming mà về đua ngựa mà sắp tới sẽ được ra mắt thị trường. Thì thực chất á, cái con Pegaxi này nó không phải là cái con tiên phong trong lĩnh vực này. Đã có những dự án về đua ngựa đi trước và đã rất là hot và rất là thành công trên thị trường tính đến thời điểm hiện tại. Một ví dụ tiêu biểu như là Zrun hay là D-Race. Anh em có thể thấy là D-Race là một trong những cái con đầu tiên nó đã lên Binance IGO, và bên cạnh đó D-Race vẫn giữ được một cái sức hút cực kỳ hot cho tới thời điểm hiện tại. Cho nên á, đối với cái thị trường đua ngựa này nè, thì mình nghĩ là trong thời gian sắp tới sẽ là một cái gì đó rất là bùng nổ. Và bên cạnh đó, anh em có thể thấy á, là thật ra ở Việt Nam mình á, thì đua ngựa thực chất nó không có quá phổ biến. Nhưng mà khi mà anh em nhìn ra những cái nước phương Tây, đặc biệt những nước châu Âu hay là những cái nước mà ở trong Mỹ, họ có truyền thống đua ngựa rất là lâu đời rồi, thì những cái dự án đua ngựa này nó sẽ có rất nhiều đất để phát triển ở những cái thị trường như vậy. Cho nên á, mình sẽ chắc chắn đây sẽ là một trong những cái con mà anh em rất cần phải để mắt trong thời gian sắp tới. Ok, mình có thể bắt đầu nhé. Rồi, xin chào anh em. Và bây giờ mình sẽ đến với cái phần tiếp theo của cái review về dự án Pegaxi. Thì mình sẽ đến với một cái phần giới thiệu về thí dụ Pegaxi này là một cái dự án đua ngựa như thế nào. Thì anh em có thể thấy á, mình kéo đến ở đây nè, thì đây á, là một trong những trò chơi đua ngựa mang phong cách thần thoại tương lai đó. Thì ở đây á, Pega là tên của những con ngựa này, là hậu duệ của Pegasus hùng mạnh. Thì Pegasus này anh em có thể hình dung là một nhân vật hư cấu thôi. Và trong trò chơi này nè, anh em sẽ phải thi đấu PvP với những người chơi khác, sở hữu những con ngựa khác để mà giành những cái phần thưởng ở trên nền tảng của họ là VIS. Thì VIS này anh em có thể hình dung nó giống như là SLP của Binance Infinity vậy. Tức là anh em hoàn thành nhiệm vụ nè, hay là anh em chiến thắng được một cái trò chơi nè, đó thì anh em sẽ nhận được cái token này. Và anh em hoàn toàn có thể đem cái token này đem đi bán, hoặc là anh em có thể mua token này ở trên những cái sàn khác mà có niêm yết VIS ha. Thì như anh em có thể thấy ở đây á, là cái một format PvP ở đây nè, thì mình nhìn á, thì mình có vẻ hơi khó hiểu đó, nên là mình sẽ qua cái bài review của Coi68 ở đây ha. Thì á, anh em sẽ tham gia một cái trò chơi PvP, tức là anh em sẽ thi đấu đua ngựa với 11 tay đua khác, và buộc lòng anh em phải vô top 3 để mà giành được cái phần thưởng là VIS. Thì đây là một cái màn hình đua. Thì cái màn hình đua này á, là lấy trên testnet của Pegaxi. Thì thực chất á, mình nghĩ là cái màn hình đua này thì sau này họ sẽ cải biến về mặt đồ họa, thì đây chỉ là cái phiên bản test thôi, và nó sẽ trở nên đẹp hơn rất là nhiều. Và anh em có thể thấy nè, ba cái con ngựa đứng đầu á thì lại được gắn với cái con ngựa đứng đầu thì gắn với màu vàng giống như huy chương vàng anh em, màu bạc huy chương bạc và màu đồng là huy chương đồng. Còn những con ngựa khác khi mà không vô top 3 thì vẫn là một cái màu xanh thôi đó. Vậy thì anh em mà đạt được top 3 ở đây nè, thì anh em cái con ngựa của anh em nó sẽ đổi màu, và khi đó là anh em sẽ nhận được phần thưởng đến từ Pegaxi. Thì đây là cái format PvP. Vậy thì bây giờ thế này nè, mỗi con ngựa này á, nó sẽ dựa trên 4 dòng máu. Thì anh em có thể thấy ở đây 4 dòng máu, thì ở trên tiếng Anh của trên Pegaxi này họ sẽ gọi là Bloodlines. Thì mình sẽ đi 4 dòng máu lần lượt ha. Thì dòng máu đầu tiên á, đó Bloodlines ở đây nè, dòng máu đầu tiên nó gọi là Horse. Thì Horse á, anh em có thể thấy cái logo sấm sét kế bên, thì đây là dòng máu rarest, là dòng máu hiếm nhất trong tất cả 4 dòng máu ha. Và đây là một trong những cái con gọi là mạnh nhất. Thì khi mà anh em thấy á, một cái gì đó hiếm nhất mà NFT hiếm nhất, thì chắc chắn là cái giá của nó cũng như cái chỉ số của nó sẽ cao hơn so với những cái con ngựa còn lại. Rồi, dòng máu tiếp theo sẽ là Cambona. Thì Cambona này mình thấy gắn với nguyên tố lửa. Wow, con ngựa này có màu đỏ, nhìn rất là đẹp luôn anh em, nhìn siêu đẹp. Rồi, ok, sau Cambona thì sẽ có cái loại ngựa tiếp theo, là cái dòng máu tiếp theo là Clean, là gắn với nguyên tố nước. Và anh em có thể thấy cái con ngựa này á, do là nguyên tố nước nó màu xanh dương, cho nên là đây có một cái con ngựa có nguyên cái bộ cánh màu xanh dương, nhìn cũng rất là đẹp luôn.
Rồi, và tiếp theo mình sẽ có nguyên tố là gian. Thì gian thì gắn với lại cái dòng máu gian này á, thì gắn với nguyên tố gió. Thì mình thấy là nó cũng có một cái đồ họa rất là sắc nét và cực kỳ đẹp. Rồi, vậy thì á, cái dòng máu này á, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Thì anh em có thể lên cái testnet của Pegaxi.io ở đây nè. Thì á, anh em có thể vô cái mục marketplace ở đây và nhìn một cái con ngựa mẫu mà họ có thể đem bán ở trên đây. Đó, thì con ngựa này có tên là Pina. Và có con Pina này á, nó sẽ có 6 cái chỉ số khác nhau. Đó, vậy thì anh em có thấy á, đầu tiên là chỉ số về speed. Speed là một trong những chỉ số rất quan trọng trong những trò chơi đua ngựa. Anh em có thể để ý, tại vì đua ngựa là nó thiên hẳn về tốc độ. Con ngựa nào chạy nhanh hơn con ngựa đó thắng. Thì tốc độ của con này là 8%. Tiếp theo là strength, là sức mạnh, là 5%. Rồi, và còn đây là 4 nguyên tố mà nãy mình có nói nè. Gió 8%, nước 5%, sấm sét 5% và cung mở lửa 5%. Rồi, vậy thì cái nguyên tố hay còn gọi là cái dòng máu của cái con này là dòng máu clean. Như hồi nãy mình qua đây review cho anh em rồi. Và con này đã tham gia 3 cuộc đua trong cuộc đời của nó. Và giới tính của nó là giới tính nam. Ha. Thì đây là một số những cái ví dụ cho anh em có thể thấy á, là những cái con ngựa này nó sẽ có những cái bloodline khác nhau, những cái dòng máu khác nhau. Vậy thì mỗi dòng máu nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành cũng như là trực tiếp tới cái phong độ trong cái cuộc đua của cái con ngựa này. Ok. Rồi, và tiếp theo á, thì mình sẽ đến với một cái mục là làm sao để tham gia trò chơi này. Thì như hồi nãy mình có review cho anh em á, là những cái dòng máu khác nhau của con Pegaxi này là như thế nào. Và bên cạnh đó là anh em sẽ phải tham gia vào một cuộc chơi bao gồm 11 con ngựa, 11 tay đua ngựa, và anh em phải trở thành những người top 3 trong cái cuộc chơi đó để mà có thể nhận được phần thưởng. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết hơn về việc làm thế nào để có thể tham gia. Thì ở đây á, ở trên trang web của Pegaxi họ cũng đi ghi rất là rõ ràng. Thì anh em có thể thấy á, là bước đầu tiên là anh sẽ phải connect ví. Anh em sẽ phải liên kết ví, và cái ví ở đây là ví Polygon. Và cái trò chơi này là dựa trên Polygon Matic, cho nên là đây là một cái điểm rất là thú vị của trò chơi này. Bên cạnh đó, sau khi mà anh em kết nối ví rồi thì anh em sẽ mua ngựa hoặc là thuê ngựa. Thì anh em có thể thấy trên cái testnet của họ nè. Đó, thì họ sẽ có một cái mục gọi là Marketplace. Cái marketplace này á, là cái nơi mà sau này anh em có thể mua ngựa. Thì anh em có thể bắt đầu bấm start ở phía đây. Thì đó, người ta sẽ yêu cầu anh em kết nối MetaMask của anh em hoặc là những cái ví khác thôi. Đó, thì cái này thì mình sẽ đưa ra ví dụ như vậy thôi, để sau này anh em có thể tự lên đây mà anh em có thể mua. Rồi, ngoài việc mua bán ngựa trên marketplace ra, thì anh em có thể sử dụng cái chức năng renting. Thì renting ở đây á, nó rất là hay. Đó chính là cho thuê ngựa. Thì sẽ có những người mà họ sở hữu được nhiều ngựa mà họ không có nhu cầu xài hết tất cả những con này, mà họ không muốn bán đi á, thì họ có thể đăng lên đây cho thuê. Và người chưa có ngựa hay là người có thể gọi là mới tham gia vào trò chơi này lần đầu á, hoàn toàn có thể lên cái trang này để thuê. Đó, thì đây là một trong những cái yếu tố rất là hay của cái mục renting. Và một cái yếu tố cuối cùng ở đây á, là mình muốn giới thiệu với anh em á, là trò chơi này có một cơ chế mà cực kỳ quan trọng trong những cái game NFT muốn tồn tại lâu dài. Đó chính là về breeding. Rồi, thì về breeding ở trên đây á, thì mình thấy là nó cũng không có quá nhiều thông tin, cho nên là mình sẽ mở cái tab của Coin680 đây. Thì anh em có thể thấy ở đây nè. Đây. Rồi, nó sẽ có một cái mục breeding service. Thì breeding á, anh em có thể hiểu á, nó giống như là mình sẽ truyền lại nội tại của những cái con bố và con mẹ của những cái con ngựa đó, truyền lại cho đời con. Và có thể hiểu đơn giản á, là đây là một cái kiểu gọi là nhân giống. Và tất nhiên là khi mà anh em đưa những cái pega, những cái con ngựa của anh em vào đây thì anh em có thể tìm kiếm được VIS ha. Và đây á, là một trong những cái cách á, mà để cho trò chơi được tồn tại lâu dài, vì nó sẽ đảm bảo được dân số của những cái loài ngựa này ở một cái mức mà không có bị gọi là quá nhiều hoặc là quá ít. Và bên cạnh đó đó là ngoài việc là anh em có thể tham gia đua ngựa để mà nhận phần thưởng, thì đây cũng là một cái cách khác anh em có thể nhận thưởng, nhận VIS đến từ trò chơi thông qua cái mục breeding là nhân giống anh em. Rồi, vậy thì đây là một xong trong những cái ngắn gọn về cái cách mà anh em có thể gọi là mua bán nè, có thể thuê nè. Rồi, sau khi mua bán và thuê rồi á, thì anh em tất nhiên là mình có thể hoàn toàn đưa cái con Pega của mình tham gia vào những cái cuộc đua. Thì những cái cuộc đua này á, thì trên cái testnet ở đây á, thì nó sẽ nằm ở cái mục racing này nè. Đó, thì để mà tham gia vào thì anh em phải có ngựa. Để mà tham gia thì cái màn hình của đua ngựa trên testnet á, thì nó cũng sẽ giống như thế này. Như hồi nãy mình có review cho anh em ha. Thì để mà thắng trong cái cuộc thi thì mình phải đi vào top 3. Rồi,
Và sau khi mà anh em tham gia vào cái trường đua ngựa rồi á, thì mình sẽ phải đợi cho những người chơi khác cùng vô, tức là phải đủ 11 người chơi thì hệ thống mới bắt đầu gọi là tính. Và khi đó là mình sẽ có, đây này, mình sẽ có 60 giây. 60 giây này á là mình sẽ được nhìn xem á, là cái tracks, là cái trường đua ngày hôm đó nó sẽ có những cái yếu tố gì, và mình hoàn toàn có thể mua những cái gọi là gear. Gear ở đây có thể hiểu là những cái vật phẩm để mà giúp cho con ngựa của anh em á, nó phù hợp với từng cái chặng đua hơn. Thì sẽ có những cái chặng đua nó sẽ cần cái gear này, sẽ có những cái chặng đua nó cần cái gear khác. Và khi mà anh em chơi một thời gian rồi á, thì anh em sẽ bắt đầu có một cái nhìn hình dung rõ ràng hơn là à, thì khi mà tham gia một cái chặng đua nào á, thì mình sẽ cần phải có những cái gear như thế nào. Thì đó là một cái kiểu kỹ năng của người chơi nữa. Thì cái đó là một trong những cái yếu tố không thể thiếu trong những cái trò chơi ha. Rồi, và tất nhiên là sau khi mà đã chuẩn bị xong rồi thì anh em sẽ đua với những người chơi khác. Và mình sẽ đua với, như anh mình đã nói rất là nhiều lần rồi, là 11 người chơi. Và nếu như anh em nằm trong top 3 thì anh em sẽ nhận được VIS token. Rồi, và để mà nói, muốn nói kỹ hơn về cái gọi là cái chặng đua, cái trường đua và cái ghi á, thì mình có thể lên cái bài đánh giá review trên Coin68 ở đây. Thì anh em có thể thấy á, là anh em hoàn toàn có thể sở hữu một cái sân vận động, cái sân vận động hay còn gọi là cái trường đua ở trong cái metaverse của Pegaxi. Ở đây cũng là một cái cách kiếm tiền trong hệ sinh thái. Và những sân vận động này á, thì mình nghĩ là nó sẽ có giá khá là cao, nhưng mà nếu mà anh em sở hữu được á, thì nó sẽ là một trong những cái cách kiếm tiền rất là tốt luôn. Đó, thì khi mà anh em vào bên trong Pegaxi mà anh em đua á, thì anh em sẽ phải lắp một số gear hay một số những cái kiểu những cái phần trong trò chơi á, dành cho những cái con ngựa của mình, để mà theo thuộc tính của nó, và nó sẽ giúp cho những cái con ngựa này phát huy được cái khả năng tốt nhất của nó trong cái trường đua. Và bên cạnh đó nó sẽ còn có food. Food ở đây có thể hiểu là đồ ăn, hay có thể hiểu là những cái mà anh em chơi ở mấy cái game cũ á, thì nó sẽ có một cái phần như là năng lượng á, như là mana đó, nếu giống vậy. Thì nó sẽ có những cái gọi là, ở đây gọi là carrot, thì mình cũng không biết là nó có giống như cà rốt hay không, nhưng mà mỗi cái carrot như vậy nè, nó sẽ phù hợp với từng loại ngựa khác nhau. Thì ví dụ như loại ngựa A thì nó sẽ phù hợp với lại cà rốt B chẳng hạn đó. Thì cái này á, nó sẽ phụ thuộc khá là nhiều vào kỹ năng người chơi nữa. Ok, rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ đến một cái phần mà mình nghĩ là nó sẽ rất là quan trọng trong những cái trò chơi NFT gaming. Và những cái thứ này nè, nó sẽ không có ở trong những cái trò chơi truyền thống, cho nên là anh em có thể nên dành thời gian để tìm hiểu thêm về những cái tokenomics, hay còn gọi là mô hình kinh tế về đồng token ở trong trò chơi. Thì thông thường như mình thấy ở trên thị trường hiện tại, trên thị trường NFT gaming hiện tại, nó sẽ thường có hai mô hình phổ biến. Mô hình đầu tiên là nó sẽ chỉ có một đồng thôi, một token xuyên suốt cái trò chơi đó. Và mô hình thứ hai là nó sẽ có hai đồng token, như là anh em có thể thấy ở đây là một cái governance token, là token quản trị, một cái utility token. Thì token utility anh em có thể hiểu đơn giản là một cái token mà em có thể nhận được khi mà chơi trò chơi ha. Thì ở đây cái mô hình này nó rất là giống Maxi. Ví dụ như PGX nè, là token quản trị, thì nó giống như AXS ở bên Axie Infinity. Và VIS là token utility, thì nó giống như SLP, là anh em sẽ nhận được VIS khi mà em chơi thắng trò chơi. Và một cái lưu ý nè, đó chính là cái blockchain của cái con này là dựa trên Matic. Thì anh em có thể thấy là Polygon Matic nó không có quá phổ biến ở thời điểm hiện tại ở trong các NFT gaming. NFT gaming bây giờ đa phần là dựa trên Ethereum hoặc là dựa trên Binance Smart Chain, BSC. Mình thấy đây là một cái điểm khá là hay, tại vì trên Polygon Matic thì cái phí nó sẽ rất là rẻ so với những cái chain khác. Nhờ vậy mà khi mà anh em tham gia vào trò chơi này nè, cái chi phí mà anh em bỏ ra thì nó sẽ, theo mình nghĩ nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều so với những trò chơi ở thời điểm hiện tại mà anh em phải chơi với một cái mức phí đầu vào rất là cao. Thì cái PGX này hay có tên gọi khác là Pegasi Stone, viên đá Pegasi, VIS thì là Vigorous, và nó sẽ có những cái công dụng riêng ha. Rồi, và như anh em có thể thấy là cái, do là VIS là một cái đồng coin mang tính chất là utility, cho nên cái tổng cung của nó sẽ là không giới hạn. Tổng cung nó là không giới hạn nha anh em. Như SLP cũng vậy, nó cũng sẽ không có giới hạn tổng cung. Anh em chơi thắng thì nó sẽ có cho anh em thôi. Và bên cạnh đó thì cái PGX ở đây thì nó sẽ giới hạn lại 1 tỷ PGX là tổng cung. Rồi, tại vì đây là một cái token mang tính chất quản trị. Rồi, vậy thì có lẽ như anh em khi mà mình nghe tới tokenomics ở đây nè, thì mình cũng sẽ phải tìm hiểu thêm một tí về cái cách phân bổ token
phân bổ token. Thì như ở trên đây thì anh em có thể thấy là Coin68 có một bài review rất là rõ ràng về cái việc phân bổ token thì hiện tại ha. Thì cái phân bổ token của con Pegasi này cũng tương đối cơ bản thôi, khá là không có điều gì gọi là quá đáng chú ý cũng như là khác biệt so với những phần còn lại. Thì họ cũng chia ra dành cho nhiều phần khác nhau. Đầu tiên là cho cộng đồng nè, tiếp theo là cho hệ sinh thái nè và marketing nè, sau đó là cho team của họ nè, sau đó là cung cấp thanh khoản, cuối cùng là dành cho những private sale 1 và 2 dành cho các nhà đầu tư, và sau đó là phần IDO hoặc là IEO về cái phần public sale của họ. Thì ở đây á, anh em có thể thấy á, là khi mà mình tìm hiểu một dự án á, mình rất là nên quan tâm xem coi là cái unlock schedule, hay còn gọi là cái mà mở khóa token á, của tất cả những phần ở đây nó sẽ như thế nào, để mình có thể đánh giá được một cách cơ bản nhất là ở cái đồng token này á, nó sẽ tăng giá hay nó sẽ giảm giá, hay là nó sẽ có một cái lượng cung vượt lượng cầu hay ngược lại vào một cái thời điểm nhất định nào đó, tức là ngay sau khi IDO thì nó sẽ như thế này, ngay sau khi đó một tháng nó sẽ như thế kia. Thì trên đây á là Coin68 đã ghi cho anh em rất kỹ càng về việc là nó sẽ phân bổ như thế nào và mỗi token sẽ được mở khóa như thế nào. Mình lấy một cái ví dụ thôi ha, ví dụ như là đối với IDO nè, thì IDO ở đây á thì nó sẽ chiếm 2% tổng cái số lượng 100% này ha, tổng số phần trăm của PGX. Thì PGX nãy mình có nói là có 1 tỷ token, thì 2% thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1 tỷ chia cho 2% thì nó sẽ khoảng tầm 20 triệu, đúng rồi, 20 triệu token. Thì ở đây á là họ sẽ mở khóa 50% ngay khi ra mắt, là 50% ngay TGE luôn, và họ sẽ phân phối đều trong vòng 5 tháng. Đó, thì đây là một số những cái thông tin mà anh em cần phải nắm bắt. Không phải chỉ của IDO không nha, anh em cũng phải cần phải nắm bắt của những cái phần như là private sale, như là của team, như là những cái phần trên nữa, để mà mình có thể tìm hiểu được thêm về cái chỗ này. Rồi, vậy thì đó là một số những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với anh em về token của PGX và VIS luôn. Thì bây giờ mình chỉ muốn tóm gọn lại cho anh em thôi á, là PGX là nó sẽ giống như cái con AXS ở bên Axie Infinity, và VIS sẽ giống như SLP ở bên Axie Infinity. Và anh em nên tìm hiểu sâu hơn về cái mô hình hoạt động của một token quản trị và một token utility ở trong một cái NFT gaming hiện nay. Tại vì mình nghĩ NFT gaming nó sẽ không phải chỉ dừng lại ở một cái trend như thời điểm hiện tại, nó sẽ còn là một cái gì đó, nó sẽ kéo dài về sau. Và khi mà càng có nhiều những bên họ tham gia vào cái thị trường này nè, thì cái NFT gaming nó sẽ ngày một lớn mạnh hơn nữa, và anh em sẽ thấy là cái chất lượng của cái game nó sẽ càng ngày càng được nâng cao. Rồi, thì một cái phần không thể thiếu ở trong tất cả các dự án á, mà khi mà mình cũng muốn phân tích và chia sẻ với anh em á, là về cái phần team, là về cái phần đội ngũ của cái dự án Pegaxi này. Thì anh có thể thấy á, là team Pegaxi hiện tại á, ở trên công bố trên chính thức trên website của họ nha, họ có một đội ngũ rất là hùng hậu, rất là lớn luôn anh em. Và ở trên đây á, anh em có thể thấy những cái tên Việt Nam có nè, nước ngoài cũng có nè. Thì ở đây á, mình rất là ấn tượng với một cái tên, đó chính là anh Corey ở đây. Anh Corey hiện tại là vừa là co-founder và vừa là CMO, hay còn gọi là phụ trách về phản marketing chính cho dự án Pegaxi. Thì anh em có thể thấy á, là khi mà mình nhìn một dự án á, thì mình cũng phải coi là cái cộng đồng của họ đang được chăm sóc như thế nào. Thì hai cái nền tảng mà mình rất là khuyến nghị anh em rất là nên tìm hiểu về một cái dự án á, đó chính là Twitter. Rồi, thì đây là Twitter của Pegaxi. Mọi người thấy á, tất cả những câu thông tin cần thiết về Pegaxi đều được đưa trên Twitter, và thậm chí á, là ở trên cái tiêu đề ở ngay phía dưới tên Pegaxi của họ thôi, là họ có nói những cái thông tin cực kỳ quan trọng mà anh em cần phải nắm luôn. Đó chính là cái PGX là cái token mà sắp tới sẽ được bán á, thì sẽ được bán vào ngày 5 tháng 11, có nghĩa là khoảng tầm hơn nửa tháng nữa thôi ha anh em. Và sau đó họ sẽ bán NFT vào ngày 25 tới ngày 30 tháng 10, tức là ngay trước khi mở bán token khoảng tầm 5-10 ngày thì họ sẽ bắt đầu bán NFT. Thì NFT ở đây có thể là những cái con ngựa ha. Rồi, và bên cạnh đó đó là ngoài Twitter ra, thì anh có thấy nè, trên website của họ, họ có một cái dòng ở đây ghi là Joy 7000 Real Supporters in Discord ha. Thì ở đây á,
ở Việt Nam mình thì rõ ràng là Discord nó chưa thực sự quá phổ biến, nhưng mà do là cái tính chất của Discord nó rất phù hợp với lại gaming platform, những cái trò chơi ra hiện nay, và thường những cái cộng đồng họ có đăng rất nhiều thông tin trên Discord, thì mình rất là khuyến nghị anh em tham gia vào Discord của họ. Thì đây nè, đây chính là cái Discord của Pegasi. Thì anh em cũng có thể thấy là Corey, như mình nãy mình cũng nói là CMO của dự án Pegasi, anh ta rất là hoạt động, rất là sôi nổi ở trên Pegasi hiện nay ha. Rồi, và ngoài ra thì mình cũng muốn nói lại một lần nữa về Discord ở đây là như anh em có thể thấy là Axie Infinity, giống như là một trong những ông tổ của nền NFT gaming hiện tại, thì họ đăng rất nhiều thông tin ở trên Discord, và những cái thông tin mới nhất đều được nằm trên Discord cả. Cho nên khi mà anh em follow cái Discord của một cái dự án nào đó, hay là thậm chí là Twitter và Discord luôn, thì chắc chắn anh em sẽ luôn luôn nắm được những thông tin mới nhất, mà mình không phải lo là mình bị bỏ lỡ cái thông tin nào. Thì ở trên Discord mình sẽ chỉ cho anh em trước ở cái mục này, đó chính là cái mục Announcement. Announcement là thông báo, và đây là cái kênh thông báo cho tất cả các gì đó của một cái dự án, những cái chặng đường phát triển, những cái thay đổi, những cái gọi là sự phát triển của dự án nè, hay là có những cái event của một cái dự án, thì họ cũng sẽ làm trên Discord luôn. Và những cái announcement này là bất kỳ một cái dự án nào mà làm Discord thì họ cũng có cái mục announcement này. Cho nên anh em hãy nhớ nhấn follow, đó, nhấn theo dõi đây nè, nhấn follow đây nè, đó, để anh em có thể là tìm hiểu thêm về cái channel Discord của bất kỳ một cái dự án nào ha. Rồi, vậy thì bên cạnh đó, ngoài team ra thì anh em cũng nên tìm hiểu thêm về những nhà đầu tư. Thì đối với nhà đầu tư thì họ sẽ tham gia, như nãy mình có nói là tham gia vào những cái private sale, là những cái mục mà gọi là gọi vốn ha. Thì ở đây mình sẽ thấy những cái tên rất là nổi tiếng ở trong thị trường hiện tại, ví dụ như Kyber, Kyber Ventures nè, hay là Crypto.com nè. Thì anh em có thấy ở Việt Nam mình là Crypto.com nó không có quá phổ biến, nhưng mà ở nước ngoài Crypto.com là một cái gì đó thế lực luôn anh em. Bên cạnh đó như là Charis Ventures cũng là một cái quỹ gần như là lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Đó, thì anh em có thể thấy là đây là một số những cái thông tin về nhà đầu tư, và bên cạnh đó là về team, anh em có thể tham khảo ở trên đây ha. Rồi, vậy thì cuối cùng mình muốn chia sẻ với anh em một tí về cái roadmap thôi. Thì cái roadmap dịch ra tiếng Việt thì mình có thể hiểu nó giống như một cái lộ trình phát triển của một cái dự án nào đó. Thì roadmap ở đây họ sẽ thường, đối với các dự án hiện tại, họ sẽ thường chia sẻ một cái roadmap mang tính chất là dự kiến, tại vì rất là khó trong một cái thị trường mà bây giờ mà họ có thể chắc định được là ngày này họ sẽ làm cái này, ngày kia họ sẽ làm cái kia, đôi khi nó sẽ có những cái thay đổi liên tục. Cho nên cái roadmap của một dự án thì anh em nên tìm hiểu ở một cái mức độ là dự kiến, và để mà anh em hiểu được là thời gian chính xác để họ làm mọi thứ là như thế nào thì anh có thể thấy ở đây nè, họ có ghi là quý 4 2021 là họ sẽ làm Initial Dex Offering, là IDO của cái đồng VGX. Thì quý 4 ở đây là tháng 10, tháng 11, tháng 12, mình đâu biết là ngày nào đúng không anh em. Thì mình đừng có dựa cái roadmap này để mà mình biết được là ngày nào họ sẽ làm cái gì, mà mình hãy join, như nãy mình nói ha, là Twitter nè, thì họ có ghi rất là rõ ràng luôn là ngày 5 tháng 11. Bên cạnh đó là cái Discord này họ cũng có chia sẻ nè, đó là họ nói là chúng tôi đã gọi là confirm một ngày cho cái IDO của mình. Mục tiêu ban đầu là ngày 20-25 tháng 10, tức là sắp tới thôi. Nhưng mà do là cái nền tảng IDO là không thể gọi là không thể đạt được đó, cho nên là họ đã dời lại cái ngày IDO thành ngày 5 tháng 11. Vậy anh có thể thấy là những cái sự thay đổi này nó sẽ diễn ra rất là bình thường ở trong thị trường của mình. Cho nên là ngoài việc là mình nhìn một cái roadmap, là mình có một cái góc nhìn chung về cái lộ trình phát triển của dự án, thì mình còn nên follow những cái channel về Twitter của dự án nè, hay là Discord của dự án, để mình có thể hiểu thêm được là vậy thì dự án này họ đang làm cái gì ha trong thời gian sắp tới. Rồi, vậy thì cuối cùng ở đây
Nó sẽ có một cái mục là Join the Whitelist. Thì anh em có thể chỉ cần đơn giản là vô trang web vkc.io, anh em nhập một cái mail của mình vô để mà mình có thể tham gia một cái whitelist ha. Thì anh em có thể, khi mà anh em nhập mail vô thì họ sẽ có một cái hệ thống và họ sẽ tự động gửi lại mail cho mình để mà confirm là mình đã tham gia cái whitelist này. Thì anh em hoàn toàn có thể vô cái whitelist ở đây nè, nó nằm ở phía cuối của trang web luôn đó, thì để mà mình có thể hiểu thêm về dự án. Rồi, vậy thì chừng đó là mình nghĩ là tương đối đầy đủ về dự án Pegaxi này rồi. Một số những cái thông tin sắp tới của Pegaxi rất là quan trọng mà anh em cần nắm, đó chính là cái lịch IDO sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Bên cạnh đó họ sẽ bán NFT vào ngày 25 tới ngày 30. Và nếu như anh em muốn mình chia sẻ nhiều hơn về không phải chỉ Pegaxi mà những dự án NFT gaming khác á, thì anh em hoàn toàn có thể gọi là nhắn vào cái mục comment, mình có thể đọc. Và nếu như mà anh em có những góp ý gọi là mang tính chất xây dựng cho những cái phần review này của mình á, thì hoàn toàn là mình cũng rất là muốn lắng nghe những ý kiến của anh em ha. Và bên cạnh đó là đây là một số những cái trang web mà anh em nên tham khảo về Pegaxi. Đầu tiên là trang web chính của họ là pegaxi.io, testnet của họ, kênh của Coin68 đã review Pegaxi rất là chi tiết, và sau đó là trang Discord và trang Twitter của họ ha. Thì đây là một số những cái thông tin mà mình rất là mong anh em theo dõi, và nếu như mà anh em hứng thú với dự án Pegaxi thì đây là những cái cực kỳ quan trọng để anh em có thể follow dự án trong thời gian sắp tới và ủng hộ dự án có thể phát triển. Rồi, vậy thì như đây là mình có thể kết thúc video của mình rồi. Rất là cảm ơn anh em theo dõi ha. Nếu như anh em muốn mình review một cái con game khác chẳng hạn, thì anh em có thể gọi là dập nát cái nút like cho mình, và sau đó là anh em có thể đưa vào cái mục comment những cái con nào mà mình có thể muốn được review đến từ Coin68. Và rất là cảm ơn anh em đã xem tới đây, và chúc anh em sẽ có một ngày mới tốt lành.